Bây giờ hôm nay á, để demo cái phần trở tay á, thì thầy sẽ tạo ra một component mới đi. Component này nó đơn giản thôi, chúng ta không phải phải làm cái gì nhiều cả, để mình làm style thôi mà. Thì sau này các bạn có muốn style lại thì chúng ta áp dụng cách đó là được. Tạm thời thì bỏ cái đống này đi, chưa cần đến nó. Đấy, bỏ đi đã, comment nó đi để khỏi nó báo lỗi, gọi vào mà không dùng nó cứ cảnh báo. Đây các bạn, giống như kiểu mà cái file này này, cái file này nó style sẵn này này. À này, bản chất nó gọi vào nhé. Thì giả sử bây giờ thầy có một cái đoạn code như thế này. Thế thôi, nó không có gì, nó chỉ mới một cái đoạn này thôi. Bây giờ thầy muốn áp dụng cái style này, thầy comment đi đã cho nó về nguyên thủy nữa này, chứ có gì này. Thì thầy sẽ làm như sau nhá. Gọi inline style đúng không? Hôm trước mình học inline style đúng không? Một, nếu mình style đây thì kích vào đây, style này. Đấy, nó là property React HTML attribute. Đấy, không phải là HTML nữa, nó React này, HTML attribute. Lúc này các bạn cần phải phải khai báo ở trong cái xoắn này này. Thế khai báo như nào? Chúng ta cần trong này là một đối tượng nữa các bạn. Cái xoắn đầu tiên mà mình nhìn thấy đây là cú pháp để bắt đầu mình khai báo các bạn. Còn bắt đầu cái xoắn nữa mới là gõ CSS này. Đấy, hết lỗi đúng không? Có thể enter xuống dòng thoải mái. Ví dụ các bạn muốn là color thì hai chấm một cái. Màu gió để trong nháy. Red, green, blue đấy. Cái color này là thuộc tính này chúng ta hiểu đây là thuộc tính mà trong cái cú pháp của JavaScript nó khai báo đối tượng của nó. Hai chấm cái blue, blue là mặc dù là màu, nó sẽ hiểu đây là màu nhưng mà mình sẽ viết theo tuân thủ nguyên tắc chuỗi về để trong nháy đúng không ạ? Thì các bạn thấy nó áp dụng luôn đây. Các bạn thử kiểm tra phần tử xem nó ra cái gì. Bản chất nó vẫn là gì? Inline style đúng không? Đấy, vẫn thế thôi nhé. Thì nếu mình có nhiều hơn các cái đối tượng, các cái thuộc tính thì mình phẩy này, không không phải chấm phẩy ở đây, đối tượng của JavaScript nhé. Ví dụ tag align đây này các bạn, tag align nó tự ý cho mình luôn này. Center viết ở trong nháy hay viết ở ngoài? Nháy, bởi vì center là ký hiệu mà tốt nhất viết trong nháy hết đi các bạn. Tag align center. Rồi, như vậy hiểu cách cách này rồi đúng không? Đơn giản nhá, các em muốn viết đây cũng làm tương tự như vậy. À, đối với cách này thì các bạn vẫn có thể là khai báo một cái phần tử style riêng ở dưới xong rồi áp dụng ở đây. Thầy ví dụ này nhá. Const app style đi. Bằng new new gì? New style. New style này là của React, thử xem nó gợi ý cái này xem nào. Đấy, ta sẽ mở một tròn ra các bạn. Sau đó bắt đầu trong này sẽ xoắn đây. Đó, bắt đầu các em sẽ khai báo những cái đối tượng phía trong nhé. Ví dụ thầy sẽ khai báo đầu tiên là app đi, main app đi, main đi, thế cũng được. Tên thôi mà. Hai chấm. Trong này bắt đầu mình thầy sẽ lấy những cái mà mình khai báo đây này. Thầy cho vào trong ấy. Bây giờ thầy không cần cái này nữa, thầy bỏ đi nhé. Thầy bỏ trống như vậy. Cái lỗi cái nó. Thì cái đoạn này các em có thấy giống, nếu thầy copy đoạn này thầy bỏ trong này nó có giống ở đây không? Giống đúng không? Hiểu ở đây không? Bây giờ thầy không để ở đây, thầy để dưới này này. Hiểu chưa nhỉ? Rồi. Thế thì bây giờ muốn áp dụng cái đó thì các bạn chỉ cần lấy cái app style này này. Các bạn chấm đến gì ạ? Main đúng rồi, đó, chính nó đấy các bạn. Ok, hiểu vấn đề chưa? Thế là mình sẽ tách được cái đoạn là code loằng ngoằng ở đây, ở trên này nó xuống dưới đây. Nhưng bản chất cuối cùng nó vẫn là gì? Vẫn là inline style, được chưa? Hiểu vấn đề không? Nha, ta chỉ cần tách nó ra thôi. Đấy nhá, như vậy các em có thể viết tiếp này. Ví dụ các em muốn viết cho cái H1 chẳng hạn. Ví dụ như là H title đi. Đừng viết trùng cái tên thẻ nó dễ hiểu nhầm. Đây, hai chấm này, xoắn tiếp. Đây là một thuộc tính này, thuộc tính này là có một thuộc tính con. Còn đây là một thuộc tính là có thuộc tính con. Ví dụ title này các em cho phong size chẳng hạn, phong size viết nào cho đúng các em? Không, nhưng mà viết trong này viết như nào? Snack cây, snack cây sai được chưa nhá. Đây viết này này, không viết như kia. Nó ví dụ như là 60 pixel
Thì bây giờ muốn áp dụng cái này thầy lên đây, chỗ này thầy sẽ dùng cái thuộc tính style và thầy dùng đến cái vẫn là cái app style đó các bạn. Chấm đến cái title. Đấy thì chúng ta thấy nó sẽ to lên. Được chưa? Rồi, như là đây là cách style thứ nhất là gọi inline style. Inline nó có hai cách dùng như vậy, trực tiếp hoặc là khai báo ra thế này. Rồi. Cách thứ hai thì ngay ban đầu nó đã giới thiệu cho các em rồi, đó là chúng ta có thể viết những cái CSS bình thường như thời xưa các bạn viết CSS, học CSS thuần á. Một cái file như thế này, sau đó các em chỉ cần import vào một phát là xong, như này là được này. Thì tất cả những cái gì ở trên đây nó áp dụng thì đều áp dụng. Ví dụ nó thấy class này hay là thấy cái gì đó nó áp dụng được hết. Cái này thì hiểu rồi, không giải thích lại nữa đúng không? Đấy, cái này là ví dụ có class app này thì nó dùng áp dụng được class app này này. Hay là nếu có class logo chẳng hạn thì nó sẽ áp dụng cho cái logo này. Thấy chưa? Đấy. Rồi, phần đó thì các bạn cứ dùng như CSS bình thường. Tiếp theo cũng là cái CSS các bạn, nhưng mà nó style như một module. Thầy sẽ tạo file CSS mới. À, ví dụ như là style đấy, style module nhé, viết chấm CSS. Bây giờ các bạn viết như bình thường thôi, viết như là ví dụ thầy có thể copy cái đoạn này sang đấy cũng được, không có gì cả. Thầy có cả hai loại này. Tag Center hay là mình style khác một chút này. Ví dụ thầy tạo một nút bấm nhé, class nút bấm này, button viết đèn đúng không? Rồi thầy sẽ style cho nó là display inline block đúng không? Kiểu kiểu vậy đó. Padding chúng ta cho trên dưới là 7 pixel, trái phải là 15, 25 pixel đi. Background color green, rồi đến color màu white, rồi đến font size 20, rồi đến color màu trắng, rồi font size, rồi font weight bold đậm lên. Còn border các bạn bottom nó hay có cái border cho nó năn đi. Để thay style bottom thì sẽ ta thêm cái hộp nhé, box chẳng hạn. Cái hộp mình hay có ví dụ như là chiều rộng nó bao nhiêu đấy chẳng hạn, ví dụ như là 350 pixel, chiều cao nó cũng tầm vậy đi. Rồi background color màu yellow hay là màu gray. Padding 15 pixel. Chúng ta đừng để chiều cao bởi mình sẽ cho nội dung viết trong. Chiều rộng thôi. Rồi, thế thôi các em. Một cái hộp nào đó thôi nhá. Mà nếu mình không có muốn có nội dung cho chiều hay mà. Rồi, cái hộp này thì sẽ để kiểu khác đi, ví dụ bốc bốc content đi. Nghĩa là trên đây thầy viết như một cái biến, còn đây thầy viết như như là một cái chuỗi. Bây giờ áp dụng bên ngoài thì thế nào? Trước tiên chúng ta phải dùng nó như một module thì dùng như nào đây? Đó là import đúng không? Import my style chẳng hạn. Hay là app style ở đừng đừng đứng chung với app kia, my style thôi. From gì? Nó không hiểu module đâu các em nhé, mình sẽ phải import nó vào. Đây các bạn tìm đến cái tên file này. Đấy. À. Nó đây các em. Bây giờ dùng nhá. Đây nó chỉ cảnh báo thôi, tại vì mình đưa vào nhưng mà chưa bao giờ dùng nó báo. Bây giờ thầy muốn áp dụng cái gì đâu thì thầy dùng đấy, ví dụ thầy có một cái button này. Thầy sẽ phải viết ở đây trước, sau đó viết ở đây. Do mình chưa cài cả cái plugin nó hỗ trợ JSX nhiều nên là mình phải gõ như này các em. Ví dụ như là login. Bây giờ muốn áp dụng thì các bạn sẽ dùng cái class name đã. Bằng. Bây giờ class name này dùng nó không phải dùng như như, như bình thường, nó phải có dấu xoắn các bạn ạ. Dấu xoắn này. À. Rồi. My style chấm, nó hiểu cái gì bất tình thế này.
Rồi, xong rồi, đấy. Có đâu nhỉ? Đấy rồi, thì xem. Cái cách mới thì nó sẽ bỏ cái này đi các em này. Không dùng đến cái new style sheet nữa. Là được. Đấy, nó áp dụng cái button rồi. Ở đến đây thầy đang giải thích cái chỗ tại sao mình dùng như một module, mình phải dùng như này. Khi các bạn dùng class name ấy thì chúng ta sẽ gọi gọi cả cái class mà mình đã style sẵn ở trong cái file này này. Ở trong này mình đã định nghĩa sẵn các class này, button này. Rồi cái post content này này các bạn này là những cái class mà chúng ta đã định sẵn ở trong CS rồi. Bây giờ các bạn gọi ở trong cái class name này nghĩa là mình đang gọi đến cái class button đấy. Chúng ta có thể xem cái cách nó generate ra cái button đó như thế nào đây. Đấy, các bạn thấy nó có một class tên là button này. Và nó thì tùm lum rồi đúng không ạ? Nó tự nó gen các bạn, tự nó gen ra những cái class rất là quái dị đúng không? Đấy, chúng ta thử coi lại mỗi lần refresh nó có khác đi không nhé. Kích chuột phải kiểm tra lại. Trừ 7, có khác không? 7WEQ. Chắc vẫn thế đúng không? Đấy. Chắc vẫn thế. Thì cái class đó tự nó sẽ generate ra. Bây giờ đối với cái loại class mình định nghĩa ở trong cái file này các bạn này. À đây đi class một đây cái chỗ này này. Cái loại class mà có cái không không phải viết tên bình thường này đúng không ạ? Mình chấm được, nhưng bây giờ đối với class này thì mình dùng như nào thì đấy chính là mình dùng ngoặc vuông. Đấy nha. Ví dụ thầy có một cái div ở đây. Thầy mới áp dụng cái class đấy thì các bạn cũng để class name, class thuộc tính class name này. Tên my style. À, bây giờ ngoặc vuông nhá. Box content. Tại vì ấy, thuộc tính của JavaScript thì không thể có cái này được, nó giống như biến ấy, không thể có cái từ đặc biệt này được. Đây chúng ta để như một mảng thì nó áp dụng. Đây các bạn này. Box content, chỗ nào có cái class box đó tự nó áp dụng một cái phần như vậy. Anh ta cho lên đầu này, nó chưa có nội dung, tạm để vậy. Có bao nhiêu box thì đều nó áp dụng như vậy. Các bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách kích chuột phải lên đây. Mỗi một box nó cũng có một cái class. Đấy, riêng cái box này nó đều class này hết á. Được chưa? Nó sẽ in ra cái loại class này. Rồi, đấy là như vậy là có ba cách sử dụng style rồi nha. Bây giờ cách thứ tư cái này thì bỏ đi không không cần dùng nữa. Cách thứ tư ấy là chúng ta sẽ cài một cái style component, một cái thư viện tên là style component, sau đó khai báo các bạn. Đây thầy sẽ đây này, npm install style component. Thế thì hôm trước á thầy giải thích thêm cái từ install là một chút. Hôm trước các bạn có dùng cái lệnh npm install trừ trừ global, ví dụ như là các em học TypeScript thì cài TypeScript đúng không? Hay là các em học đến React thì các em cài đến cái CUI của nó là grid React app. Như này các em đã cài hai cái này lên bằng cái từ khóa global rồi này. Thế còn bây giờ cái này nó lại không cài global thì tại sao? Các em để ý này. Cái chúng ta đang cần cài là cài vào dự án này đúng không? Cái thằng này này là cài cái dự án này. Còn global á là chúng ta cài để sử dụng cho nhiều dự án khác nhau đúng không? Hiểu chưa? Ví dụ cái TypeScript này hôm nay mình tạo dự án một, ngày mai mình tạo dự án kia, mình đều dùng được TypeScript. Hay là React này cũng thế, các em muốn tạo một dự án mới đều dùng cái này để tạo dự án. Thế thì cài global này nó cài sâu ở trong cái hệ thống máy OC của mình các bạn. Nó cài sâu trong này này. Cài global ấy nó sẽ cài sâu trong cái OC này. Còn nằm ở đâu á thì đương nhiên mình tìm một chút là nó ra thôi, nhưng mà đây thầy đứng ý là cài đây là một lần dùng cho nhiều nhiều lần khác nhau gọi là global đấy. Còn cài đây là khi nào chúng ta muốn cài cho dự án nào chúng ta dùng cái câu lệnh này, và cài đó thì nó sẽ vô đây, nó sẽ nhét vô đây này, nó sẽ nhét cái thư viện mình vừa cài trong cái phần dependency này này nhá. Thì cài global nó không nằm ở đây, các bạn thấy TypeScript hay là grid react app hôm trước mình cài nó đâu nằm vào đây đâu đúng không? Không có. Còn bây giờ nếu thầy dùng cái này thì nó sẽ nhét vào đây, nó sẽ đưa vào đây, được chưa? Và cái dự án này nó sẽ luôn có cái đấy. Ở đó cũng có hai, ở đây cũng có hai cách cài các bạn này. Cách cài dành cho
Development và cách cài dành cho production nhá, thì thầy gì thích cách cài dành cho development. Thì cái cài dành cho dev á thì chỉ ở môi trường dev nó mới hoạt động thôi. Trường dev mới cần nó thôi. Chứ khi mà build ra thành cái môi trường production, nghĩa là mình đưa lên để public lên trên mạng á, thì cái ở môi trường dev này là nó không build 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 game. Khi mà các bạn dùng cái lệnh build này, hôm trước chúng ta học mấy cái lệnh build á, cái lệnh build này, thì những cái thằng cài ở dev này nó sẽ không build ra làm gì cả, mà chỉ có lúc chúng ta dùng cái lệnh npm run start này thì nó mới có tác dụng để nó chạy ở môi trường dev thôi. Còn nó có cái loại cài với chế độ là production như thầy nói đó, thì cài chế độ product này á thì nó sẽ nằm ở đây này, nó nằm ở trong này, và lúc chúng ta build thì những thư viện nó build kèm các bạn, nó build ra thành một file JavaScript cứng đóng. Nhưng trước thầy build thử á, tất cả những cái gì nó nằm ở đây nó build vào một cái file JavaScript rất chi là nhiều, thường thường là mấy file, cũng có thể mấy file các bạn, nên nó build ra đây này, build ra những cái này các bạn này. Giờ nó build đấy, nó build rất là kinh dị, mình cũng không đọc hiểu được các bạn. Thì nếu mình cài như thế này thì nó gọi là cài ở môi trường development, à quên, sorry, cài môi trường production. Nếu chúng ta muốn chỉ rõ ra là muốn cài đâu thì các bạn chỉ cần thêm trừ trừ save và dev, còn mặc định thì nó hiểu luôn là trừ trừ save nhá, trừ trừ save, mặc định nó hiểu này luôn đấy. Nó còn có một cú pháp gọn hơn thầy nhớ là trừ d các bạn ạ, trừ d cái dev á, cú pháp ngắn gọn nhá, giống như install này này, các em có thể viết thành i này, global các em phải viết bỏ một dấu trừ đi, gọi là cú pháp gọn mà, thì một chữ g thôi đấy nhá. Còn đây cũng thế, saver thì để nguyên, còn muốn dev thì là chúng ta sẽ saver để nguyên hoặc là bỏ đi, còn muốn dev trừ d hoặc là trừ trừ save và dev. Thầy giải thích thêm cái từ này nhé. Bây giờ mình cài với chế độ bình thường, chúng ta xem nó vào đâu. Bây giờ thầy sẽ cài nó vô đó bằng cách là thầy nhắn dán vào đây chạy này. Đấy. Bây giờ các bạn kiểm tra lại cái file JSON, các bạn thấy nó có cái màu này là nghĩa là nó vừa cài thêm một cái gì đó thay đổi đây này. Được chưa? Nó vô đây. Cho nên thầy mới nói là sau này các em có chia sẻ dự án này cho bên bên ngoài, bên người thứ ba đó, các bạn không cần đưa cả cái module này đi làm gì, xóa đi cũng được. Sau đó các em chỉ cần dùng npm install, nó lại lôi tất cả cái thư viện ở trong này, nó lại tạo thành một module mới y chang module ban đầu các bạn. Rồi, bây giờ thầy sẽ giải thích cái chỗ cài mà development á, thì chúng ta cài, ví dụ thầy sẽ cài một thư viện khác nhé, sau này các bạn sẽ có thể dùng nó, ví dụ như là JSON. Đây thầy ví dụ các bạn không cần cài cài thêm cái này, thầy ví dụ để thầy thầy chỉ thích cái chỗ này thôi. Dev này thôi, trừ trừ saver này. Dev này. Rồi nhá, thử nhá. Không biết thư viện này còn không hay là bị xóa đi rồi. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra lại file này. Các bạn thấy cái mà thầy vừa cài JSON server nó không nằm đây nữa đúng không? Chắc chắn nó nằm ở đâu đây chứ này. Đây các bạn này, dev dependency. Thì cái JSON server này á, sau này mình ít bữa chúng ta có thể thầy sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái này, nhưng mà bây giờ ý là thầy hướng dẫn cách cài. Các bạn cũng chưa cần cài đâu nhé, bữa sau chắc chắn sẽ dùng cái này để duyệt để tạo dữ liệu. Thì cái này chúng ta chỉ dùng ở dưới môi trường dev thôi, còn lên môi trường thật chúng ta không cần build theo, nên cái này nó sẽ không build. Cái lệnh build là nó sẽ không build cái thư viện đấy, cái lệnh build này này nó không build thư viện JSON server này, tất cả cái gì trong đây nó đều không đấy. Bây giờ các em muốn gỡ nó đi thì các em chỉ cần gõ cái lệnh là npm uninstall nhé, uninstall thì mình viết đầy đủ, không có từ khóa viết tắt, tên thư viện các bạn muốn gỡ đây. À, thì các bạn sẽ chạy cái lệnh này là sẽ cài, nó gỡ gỡ cài cái file này này, gỡ cái là nó bỏ trong này đi là một, hai nó xóa cái thư viện ở đó trong này đi, xóa đi, các em xóa bằng tay cũng được, mình xóa đây cũng được không sao, nhưng chúng ta có cách này là an toàn nhất, bởi vì một thư viện đó, nó đi kèm rất nhiều thư viện con, các bạn xóa nó thì nhiều lúc xóa không hết thư viện con, chúng ta dùng lệnh này nó xóa sạch đấy.
Hay là các em muốn gỡ cái component, cái viền component này, các em có thể là thay cái style component vào cho cái này thì mình cũng gỡ được cái style component như thường. Thầy chạy nhé, các em thấy này. Rồi thì ở đây á, thầy đã gỡ đi rồi các em, gỡ đi rồi. Khi nào vẫn còn một thư viện trong dev thì nó mới giữ lại cái dev kia, còn không hết thì nó xóa luôn, giống mình xóa bằng tay vậy đó. Thì đến đoạn này thầy chỉ thích cho em một chút về cái chỗ dùng npm để sau này các bạn có dùng thì cũng đỡ bỡ ngỡ nhé. Npm viết tắt của Node Package Manager, trình quản lý các cái thư gói thư viện của Node. Bây giờ quay lại cái bài của chúng ta, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái style component như thế nào. Trước tiên là cú pháp để mà khai báo một component thì các bạn sẽ khai báo cái biến valet hay là concat gì đó, constant, constant này này, bằng cái tên tên thư viện mà mình đã import vào này. Tên thư viện đó mình đổi thành tên gì cũng được. Sau đó chấm đến cái tên phần tử mà mình muốn nó tạo ra, mình muốn nó tạo ra. Ví dụ thầy muốn nó thầy muốn thầy khi khi dùng grid nó tạo ra một thẻ deep. Và thẻ deep được áp dụng những cái style như này. Trong thẻ deep đó thầy sẽ dùng một cái phần tử tên là item. Thực ra bản chất item này nó cũng sẽ là deep thôi. Nhưng viết này nó nguy hiểm đúng không? Trong cái nó này, nó lồng nhau này, bên ngoài này lồng 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 bên trong này đó. Đó, trong deep nó có thể có thêm thẻ p hay thẻ gì đó nữa thì tùy. Em muốn dùng đâu thì dùng. Để thử nhá. Áp dụng ở đây luôn này, áp dụng ở trong cái file này luôn. Bây giờ thầy bỏ cái đống này đi, thầy để button lại thôi. Thế thôi nhé. Bây giờ thầy import nó vô này. Import cái style đó mình có thể là để viết tên cho nó ngắn gọn nhé. Đây nó gợi ý luôn cho mình các bạn này. Nó gợi ý được mới hay đúng không? Rồi. Định nghĩa một một cái module nhá, định nghĩa một module. Thì var cũng được hay constant cũng được, bởi vì những cái này nó thường ít khi thay đổi, chúng ta dùng constant. Tên style của mình grid chúng ta làm giống như vậy đi, bằng cái chúng ta vừa import vào chấm một cái tên thẻ các bạn nhá, chấm một phần tử xem nó viết tiếp gì cái gì nhỉ. Dấu nháy huyền nhé, cái dấu nháy này là cái dấu ở trên 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 bên số 1 đấy. Sau đó các em bắt đầu viết ở trong đây, viết gì cũng được đấy, viết nha. Ví dụ như là display display flag. Ở đây thì nó không gợi ý. Bắt buộc các em phải thuộc các cái CSS cơ bản các bạn ạ. Viết đến đây là thành cao thủ rồi đúng không? Bây giờ xem nó chấm phẩy hay vậy nhỉ. Cú pháp này cũng ít viết nên không để ý, không nhớ lắm rồi. Column gap. Gap này. Cắt ở đây thì mình viết như CSS thuần các bạn ạ. Trong này viết như CSS thuần. Ví dụ như là 30 pixel. Thế thôi nhé. Thế thôi. Cho padding nữa nha. Padding nữa này. Padding thì để là 15 pixel đi. Đấy. Tiếp theo trong cái div này thầy muốn có một phần tử nó tên là item. Item. Lúc này thì mình sẽ viết xoắn. Ở đây nhìn chẳng thấy dấu xoắn nha. Điêu điêu nhỉ. Cái item này các em muốn định nghĩa item là phần tử con á, ví dụ các em muốn để chiều rộng 30% chẳng hạn. Hay là 33,33%. Nếu các em muốn trừ cái gap đi cho chắc thì mình dùng cái hàm gì nhỉ? Nhớ không? Cái này đúng không? Cái này nhỉ? Có nhớ không nhỉ? Thầy cũng nhớ với cú pháp này đúng không? Cái từ calculator này nè. Ta lấy cái 3% này mình trừ đi 30 pixel ở chỗ kia game kìa. À, trừ 15 pixel thôi. Tại vì cái gap thì nó có hay là nó sẽ tính đều margin cho hai bên, cho nên là mình chỉ cần chia đôi ra là thành một một thằng. Mình cứ tuân thủ theo cái gì đó đi nhé. Ví dụ thầy để background này. Ôi, cái này phải thuộc các bạn ạ. Color tạm thời để gray nhé. Width behind một chút nào. À quên, width rồi hay chứ nhỉ, sorry. Nếu có nội dung thì không cần hay, nhưng mà do thầy không muốn đặt nội dung nó nhiều quá khó nhìn là đặt hay luôn, cho nó có cái định dạng các bạn.
ví dụ như là 250 pixel chẳng hạn. Thế thôi nhé, thử thôi, đến đấy thử thôi. Bây giờ dùng này, chúng ta dùng ở dưới thì các bạn muốn dùng thì các bạn chỉ cần là mở ra grid, đóng grid, thế là xong. Chúng ta có các item này, item thuộc cái đó các bạn, có nhiều item thì đưa vào đây. Thế nó sẽ áp dụng cái, nó tạo ra một cái div này, nó tạo ra cái div con này, div bên ngoài là cái grid này này, chính là những cái mà đã được định nghĩa black đây này. Còn div con thì những item này nó được được định nghĩa như này. Thử test thử bên ngay nha. Đó đây game này, đấy thấy chưa? Bây giờ chúng ta 33% đang lấy phải 1 2 3 sao nó xuống dòng mới đúng đúng không? Thiếu thuộc tính gì cho nó xuống dòng nhỉ? Flag gì? Grab. Grab này viết đúng nha. Tay viết đúng không? Thường thường nó gợi ý, bây giờ mình tự viết các bạn cũng ngượng tay hết. À rồi đây này. Mình tính kiểu gì nó không đúng cái sao nhỉ? Chắc phải trừ đến 30 đấy các em. Mình tính kiểu gì nhỉ? Được rồi, trừ 30 là đúng rồi, chuẩn rồi. Hình như vẫn thừa thừa gì đó các bạn ạ. Cái chỗ này chắc phải xem lại chứ, từ này như anh nghe có vẻ là chưa ổn lắm. Rồi. Như vậy các em hiểu cái này chưa? Bây giờ mình xem nó generate ra cái gì nhé. Đây các em nhìn cái bản chất cái deep bên ngoài này, nó sẽ tự tạo ra một cái phần từ deep và có những cái class rất là quái dị. Đúng không? Class này mình không đoán được là cái gì đó. Còn bên trong là cái item. À, kem không muốn để item thì thôi, để div cũng được. Thử nhá. Cho bình thường đúng không? Giả lập. Môi trường giả lập. Đây là những cái DOM ảo các bạn nhé. Chúng ta nhớ hôm trước học cái bài đầu giới thiệu là những cái DOM ảo mà thằng React nó sẽ tạo ra thôi. Đấy. Bây giờ kem muốn có nhiều phần tử hơn mà các bạn viết đây đúng rối đúng không? Thế thì mình import nó từ một cái module khác được không? Đấy, tạo một cái thư mục này, chúng ta sẽ tạo ra một thư mục tên là style đi. Như này đi nhá. Style lịch rồi, sau đó mình gấp cái này vô đấy các bạn, gấp cái đống này vô đấy. Đặt một cái tên, ví dụ đây là grid này. .js. Rồi gán nó vào đây được không? Như này này. Sau đó import nó vào, chỗ này phải export ra đúng trước đúng không? Port default nha. Sau bên ngoài chỉ cần là import default, bỏ cái này đi à. Nghe nó không cho à, không cho cái từ khóa đấy à. Khác này phải va hay gì nhỉ, giống trước mình học nhỉ. Nó không cho các import, nó không cho default. Rồi, ra đây mình import lại này. Import grid này. Đây nó gợi ý cho mình cái style grid đi luôn rồi. Gì đây? Hit notify á. Từ từ các em. Hả? Này. Nó bảo là nó chỉ cho export default trên cái hàm hoặc là cái lớp thôi nhá. Ở đây thì nó không cho khai báo nên mình, nó không cho khai báo của nó, thì nếu dùng cái này thì không có biến để export thì bên này nó cũng không hiểu các bạn ạ, nó cũng không hiểu là mình đang export cái này ra đâu, nó vẫn báo lỗi như thường. Thế thì cách đơn giản đó là chúng ta cứ khai báo biến bình thường này, con hay var hay là let gì đó tùy này, sau đó dưới là mình export theo dạng đối tượng, export nhiều thứ ấy. Export default hoặc không cần default tùy các bạn. Export 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 đi, default đi, không sao. Xoắn ra này. Đó, các bạn sẽ dùng cái grid, đây grid. Đầu tiên grid này. 2 chấm grid. Cái này nó có một cái hay là sau này các bạn có nhiều cái thì các bạn có thể nhét vào đây, ví dụ thay vì grid bây giờ nó sẽ là một cái khác đi. Ví dụ đây mình có là ví dụ block đi. Block chẳng hạn. Block grid. Đó chúng ta sẽ phải cả block grid. Nếu nếu như cái key và cái value nó giống nhau thì mình có thể bỏ bớt đi một một phần một một vế nhá, tự nó hiểu như vậy luôn. Còn nếu khác nhau, ví dụ bên này là mình bảo là pro grid
thì mình lấy cái grid này, thì bây giờ bên ngoài mình sẽ dùng cái này này, cái giá trị là nó sẽ là cái này. Còn nếu mình hai thằng giống nhau thì mình bỏ đi một thằng là tự nó hiểu là mình đang import cái grid ra. Đấy, mình có thể áp dụng như vậy các bạn. Đấy thì bên ngoài ấy, bây giờ mình sẽ import cái này là mình import chung chung chứ đừng import riêng. Hoặc nếu muốn thì các bạn sẽ import theo kiểu này này, ví dụ grid này hay là block block grid này. Block grid export default nó bảo là import as grids were not found in grids export default rồi mà nhỉ. Thế thì thầy import theo kiểu default các bạn trước đã nhé. Ví dụ như my my grid. Rồi, sang đây mình sẽ dùng cái my grid đó nó trả về cái đối tượng. Nhá, đối tượng gồm grid với block grid mình vừa dùng đó. Chấm này. Chấm này. Grid. Rồi, nó vẫn được như thường. Các bạn nếu dùng block thì cũng vậy thôi. Nếu trong này này mình không dùng my grid mà mình dùng block thì bỏ bớt đi nhé. Nó đang là mấy cái này nhỉ? 1 2 3 thôi nhé. Đây. Bây giờ trong my grid nó còn có block grid này. Đó thì các bạn dùng block grid đó. Grid. Đấy nó được hai cái cơ bản hai thầy copy lên thầy không sửa nên nó nhìn nó giống nhau các bạn. Rồi còn những cảnh báo gì đó thì chúng ta sẽ sau. Bây giờ các bạn thấy nó gen ra thì chúng ta vừa nhìn thấy là nó gen ra những cái phần tử rất chi là có class rất chi là mới mẻ các bạn. Đúng không? Những class này mình đâu hiểu đâu, tự nó hiểu thôi. Đấy. Thế thì trong này những mình có thể dùng những cái gì? Ví dụ title chẳng hạn. Sau này các bạn viết là grid title này. Mình viết đầy đủ ra. Grid title. Hello title. Trong trong mỗi một phần tử nó có title này thì chúng ta định nghĩa những cái title ở trong này các bạn này, trong grid này mình có thể định nghĩa title cho nó này. Đấy, dưới cái div có cái title grid title 2 chấm. Ví dụ mình để là font size đấy kiểu kiểu vậy nha thì tự nó sẽ áp dụng thôi. Grid title is not defined. À thầy xem quy tắc đặt cái phần tử con các bạn nhé. Bây giờ nó ý là nó không cho cái những cái từ viết hoa ban đầu này, mình phải chỉ viết được cái từ đầu viết thường thôi theo kiểu theo một cây thôi thì nó mới nhận được, nó mới nhận được cái phần tử con của nó đấy. Cái style này mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là giúp cho các bạn tạo ra những cái component. Những component đó nó đã kèm theo những cái CSS sẵn rồi và chúng ta có thể tái sử dụng nó bất kỳ chỗ nào chúng ta thì cần gọi nó ra là dùng được các bạn. Gọi ra một cách ngắn gọn thế này mà dùng một cách đơn giản thế này đúng không ạ? Và nó sẽ tạo cho mình cái style mình mong muốn. Thì từ cái cách này này, từ cách này bữa sau thầy sẽ hướng dẫn các bạn đến cái bài này này, đến cái bài dùng Bootstrap hay là dùng Material á, thì các bạn sẽ hiểu nó hoạt động cũng y xì đúc nha, như là cái mình đang làm đây, nghĩa là những cái thư viện Bootstrap của React hay là thư viện đâu nhỉ, đâu rồi đây này, mình sẽ học cái thư viện này này, thư viện React Bootstrap này và thư viện Material UI này này. Thì trong những thư viện đó nó đã có sẵn những cái dạng component
người ta sai giống giống này nhưng mà người ta đã đặt sẵn rồi, mình bây giờ chỉ có đưa ra dùng thôi chứ mình không có tự viết bằng tay, em hiểu không? Mình tự viết bằng tay này là một cái giao diện rất là nhiều cái để mình viết, mà mình viết sẽ không chuẩn được. Mà thay vào đó họ đã cấp cho mình một bộ thư viện rồi, bây giờ chúng ta học cách nó để sử dụng trong cái dự án này thôi. Em hiểu nôm na là vậy, giống thời xưa nó học Bootstrap, học style thuần á, CSS với HTML ấy, thì để mình tạo ra cái bộ giao diện chuẩn và đẹp thì chúng ta chưa có kinh nghiệm hoặc là như nào đó rất là khó để viết, thì người ta sẽ có một cái bộ thư viện, cái framework chính là Bootstrap và rất nhiều bộ thư viện khác, và các bạn chỉ cần học cách sử dụng Class trong đấy nhá, bữa sau áp dụng cái này lên em sẽ hiểu nó hoạt động như vậy.